ảnh hưởng của việc gãy vượt chính và sử dụng vượt phụ như thế nào ở môn bóng bàn theo giới chuyên môn bóng bàn việt nam việc vận động viên vận động viên bị gãy vượt chính và phải sử dụng vượt phụ trong một giải đấu lớn là điều vô cùng tối kỵ làm ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của vận động viên đối với vận động viên bóng bàn nghiệp dư thời gian để thích ứng với vượt mới được tính bằng tháng hoặc thậm chí bằng năm rất nhiều vận động viên có đẳng cấp thậm chí phải mất cả năm trời mới thích nghi được với sự thay đổi từ cốt vượt carbon sát lõi sang cốt carbon sát lớp ngoài cùng bảy lớp Thậm chí ngay cả khi hai cây vượt giống hệt nhau, thời gian thích nghi có khi phải tính bằng tuần. Đối với vận động viên có trình độ như Wang Chu, anh chắc chắn thích ứng nhanh hơn, nhưng yêu cầu của anh ta về cảm giác vượt cũng sẽ rất cao. Wang Chu cần có thời gian để thích ứng với cảm giác sẽ luôn mất từ 3 đến 5 ngày, thậm chí lâu hơn. Với lịch thi đấu dày đặc của Thế vận hội Paris, cụ thể là khi vừa vô địch nội dung đôi nam nữ, anh đã phải tiếp tục thi đấu nội dung đơn nam, Wang Chu chắc chắn sẽ không có thời gian để thích nghi hoàn toàn. Điều quan trọng thứ hai là tác động tâm lý, một số vận động viên cảm thấy không may mắn ngay cả khi họ đổi bút trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chứ đừng nói đến việc thay một cây vượt chưa được làm quen đầy đủ trong thế vận hội và thi đấu đỉnh cao. Tâm lý xui xẻo sẽ ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của vận động viên và rõ ràng Wang Chu có cảm giác không tốt nên bị loại sớm trước đối thủ dưới cơ hơi nhiều như Chu Moega.